Chết vậy. À, nó mời rồi này, vào phòng. Đừng nói là đi solo nha. Cái gì mà mời lắm thế? Từ từ vô, lắc hết cả máy, vào chửi cho cái mới được. Cái gì? Solo với hai đứa con gái? Thằng bạn mình có ổn không vậy? Sao mà công bằng được? Ê này, mày có ổn không vậy thằng kia? Đường đường là hai thằng con trai mà đi solo với hai đứa con gái hả? Trời ơi, hai đứa lo mà con gái cái lỗi gì? Nay tao đi gấp gặp chửi tao thu con cày nữa. Rồi vậy là ngủ solo đó hả? Bọn nó thách thức tao trước còn gì, bảo tao bắn gái các kiểu, nó muốn chấp hai thằng con trai luôn. À rồi, để tao, dám chấp hai thằng mình thì ngon rồi, tao bắn cho không ngóc đầu lên nổi luôn. Bắn tao mày vậy chứ, bây mày bắn hai liên luôn mày vô hành tụ nó kiếp tao, chứ mấy đứa con gái tao cãi không lại. Tưởng như nào, chị có thấy là sao? Từ mình bắn đều cho hai trận rồi mà vẫn thua. Hay mình bắn gà thì được có gái được không? Hai con nhỏ kia đâu rồi? Mời vào chọc tí, mà mày solo không gà kèo gì hả? Nhắc mới nhớ, bọn nó bảo thua thì nằm y tá cho hai thằng bọn mình một tuần. Mà tụi nó ập luôn rồi, trốn nhanh thật. Mấy đứa con gái như này tao hiểu quá mà, mạnh miệng thế thôi, đến lúc trả kèo là tàn hình hết. Lấy tao đi gặp gặp hai đứa, tuyển chiến này vô mánh rồi, ai dè gặp phải thứ gì đâu không? Tao chịu á, chấp nhận thôi chứ biết sao được. Tụi nó ăn rồi, mời vào xem sao. Là hai nhỏ này hả? Gáy lên đi hai bạn ơi. Gáy cái gì mà gáy? Hai thằng bay xà hát đúng không? Mạnh miệng gớm nhỉ? Ủa alo, thua là lý do vậy đó sao? Đừng nói nhiều, chờ kéo cho bố, nhanh nhìn hai đứa nhóc. Có biết ngượng một không hả thằng kia? Hai thằng con trai mà đi solo với hai đứa con gái, câu bằng ở đâu? Đúng đúng, đừng để tao phốt cho cộng đồng Free Fire biết hai thằng bay hiếp con gái nha. Cái gì vậy trời? Rõ ràng ban đầu tụi bay nói là cân hai lan mà, đang giết mặt với tao hả? Mặt với mày làm gì, bắn gà thì mãi như vậy, được thằng bạn gắn là ngon à? Thua kèo thì trả kèo thôi, với lại ban đầu hai con chấp nhận nam cơ mà. Giờ nói thế sao được, trả kèo cho thằng bạn tôi, nhìn lên. Adu, hai con này nhây vãi, thua vào đó là lọ xong ra là sao? Thôi, để ta đi đòi lại công bằng mới được, mày đi cùng tao không? Mày đi đâu vậy, tao hợp xíu đã, chưa ăn cơm nữa. Đi đòi lại công bằng chứ đi đâu, không thể nào chấp nhận được hai con người ngang ngược như thế. Rồi ok, để tao mua sẵn bông băng, thuốc đổ, có gì hú một tiếng tao đi luôn mày về. Mày khùng hả? Chẳng lẽ tao lại đi đánh con gái? Tao đi nói chuyện đàng hoàng thôi. Chọc mày thôi, xin nó được chưa? Vậy làm gì thì làm đi nha, tao đi ăn đã. Ok, tao cũng ăn ra đây, có gì on hủ tao. Biết rồi, mày đi kiếm mấy em gái xinh xinh, cho tao thấy là tao on liền ha. Đúng là hết kiếu mà, hai con nhỏ kia đâu rồi? Xin vào nhóm nói chuyện cho ra lẽ mới được. Chơi game để giải trí mà gặp cô ta không giải trí nổi luôn. Tâm trạng đang vui bị phá hỏng, tức chết đi được. Ê thằng kia xin vào làm gì, muốn nghe bọn ta chửi hay sao? Thằng bạn mày sợ quá trốn rồi à? Ủa thằng này là ai vậy hai đứa bay? Nhìn trông cũng giàu phết đấy. Giàu cái nỗi gì, thằng yêu hờ của tao giàu hơn nó nhiều. Thôi dẹp qua bên đi, nó lẹ vào đây làm gì thằng kia? Vào kêu hai cô trả kèo chứ còn gì nữa. Thôi rảnh quá xin vào chơi cùng mấy người hả? Ủa ngộ vậy cưng, kèo gì mà trả? Hai đứa bạn của cô solo thua tem to nhưng là không chịu trả kèo. Mày kể chuyện hài đó hả nhóc? Mày tự xưng vào nhóm nói vài câu là bọn tao sẽ trả kèo à? Còn nhỏ đừng trêu nó, biến lẹ khỏi tem tao dùng cái. Tầm tao kích không bay. Sao mày cho nó vào chơi cùng mình luôn vậy Rin? Ấy, tao định kích nhưng mà ấn lộn vào trận ấy chứ mày nghĩ tao muốn chơi cùng với nó hả? Này thằng kia ao lẹ đi, ai cho thứ như mày chơi cùng bọn tao? Thứ như tao là sao hả? Đã thế tao không thèm ao luôn, phá ranh tụi bay luôn thì làm sao? À, mày nghĩ mày làm lại chị em tụi tao không thằng kia? Hôn hồn thì ao sớm đi, không thôi đừng trách. Mà thôi kệ nó đi, có nó thêm một thằng leo cùng cỡ nó phá được gì bọn mình chứ? Ai thèm leo cùng mấy người chứ? À, chắc là thấy tụi mình xinh quá nên định chơi cùng gã tụi mình mà. Xin lỗi cưng, tầm cỡ như cưng chưa đủ trình để tán được bọn này đâu. Tôi có người yêu rồi, mấy người như bọn con có cho thì người ta cũng không thèm, ở đó mà tự cao cái gì. Mày nói ai chó ở đằng kia gan thật đấy, dám đụng đến mặt tao, mày không yên đâu. Nói chuyện không phân biệt đúng sai như mấy cô thì hãy cãi cho lại, rõ ràng sai mà cứ chối. Cái gì thằng kia, chỉ là kèo một tuần thôi mà, nhưng mà tao không thích trả đây. Hết thằng bạn mày rảnh nỗi đi kiếm chuyện với bọn này, bây giờ đến mày đấy à? Thôi tụi bé ơi, tao sẽ lưu huyền thoại, tập trung bắn đi, kệ nó. Kệ chứ, tôi không quan tâm. Bên đó có địch, đông lắm mấy thằng kia. Mày chạy cho cẩn thận vào, cả gục tao không cứu đâu. Ai cần cô cứu chứ, tôi làm sao mà gục được. Nhắc nó làm gì mày ơi, bên đấy hai tem lận nó bắn thế nào được, đợi nó gục cười vào mặt nó sau. Mày nói đúng, để nó gục cười nó sau, giờ để nó thể hiện đi. Đấy, tao biết ngay mà, gáy lên đi, sao không gáy nữa? Tao bắn gục một rồi, tại nó bắn lén nên tao mới gục thôi. Mày khỏi lý do, gà mãi là gà. Bây giờ nói sao cho nghe được đi rồi, bọn này tỏ lòng thương xót cứu cho, chứ chơi game mà chỉ được coi phim thì tội nhóc. Do bọn tao có lòng thương xót nên mới cho mày một cơ hội được cứu đấy. Mở mồm ra cầu xin bọn này thì được cứu, thế thôi. Không cứu thì thôi, tôi không việc gì phải van xin mấy người đâu. Thua kèo thì không trả, giờ còn lớn giọng, thể hiện gì ở đây?
Úi dồi, với cái con gà này thảm thế này rồi còn không khắc phục bọn tôi sao? Ai là boss gà chứ? Mấy cô có ổn không vậy? Ủa, chứ gà quá gọi sao mới đúng? Hay phải gọi là con boss Queen Si bắn gà số 1 Free Fire? Này, đủ rồi nhé, tôi không rảnh phải đòi coi với mấy người đâu. Tôi là người tốt nên tôi sẽ cứu cậu, bắn cho đàng hoàng vào. Chuyện kèo dẹp qua một bên nha tên kia, coi như hòa rồi đấy. Hòa thì hòa, tại mấy cô quá đáng trước thôi, chứ tôi đâu có rảnh mà kiếm chuyện. Cô giỏi thì tí ra solo với tôi trận nữa này, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ. Không cần, hết trận này tôi chơi với người yêu rồi, không rảnh đâu chơi với mấy cô. Rén rồi thì nói đi cưng, solo lại thôi chứ ai cần cậu chơi cùng. Chắc là sợ rồi đúng không nhóc? Đúng rồi, cũng sợ lắm, sợ mấy người như bọn cô ấy. Lớn mồm vào, nhưng solo thua thì lại chửi bảo người ta xài hack. Thì bọn tôi cũng cứu cậu lại hòa rồi còn gì nữa, xem như bọn tôi cũng uy tín mà. Thôi, thay giùm gái đi, không rảnh đâu mà solo. Đi qua tháp đồng hồ bắn cho sướng tay tụi bay ơi. Nãy giờ cứ chạy vòng vòng chẳng thấy thằng địch nào. Đúng rồi, đi sắp hết bản đồ rồi mà ta có duy nhất một kill, trận này chán vãi. Nghe tiếng xe bay ơi, hình như có địch, cẩn thận vào. Sao tao cũng nghe tiếng xe gần lắm mà chẳng thấy địch đâu nhỉ? Lỗi game hay gì rồi? Thì ra là mày, mày báo vừa thôi, cứ tưởng có địch, hèn gì nhìn hoài chả thấy. Sao bắn xe tôi vậy hả? Tôi chạy xe thì liên quan gì tới mấy người? Lại còn bảo không liên quan, mày làm bọn tao hiểu lầm địch chạy xe còn gì? Hai người không biết nhìn tên với má bà, tên đồng đội cũng không nhìn ra, vậy chơi game làm gì? Cứu tao bay ơi, có địch thật rồi. Này thì khỉ này, sao không dạy khoa hành động bậy tiếp đi? Tránh ra để tao cứu cho, nói nhiều quá. Không nhờ tôi đặt keo thì cô chết luôn rồi, ở đó mà còn không biết cảm ơn. Thôi im hết đi, địch ở đâu rồi, nói nhiều quá không tập trung bắn được. Toàn đồ ngon, lút vừa thôi, còn chừa cho đồng đội nữa. Ủa, chỗ này ta mở, ai cho mày vào lút ké vậy? Chỗ này có đặt tên là Vũ Cô hay gì mà nói chuyện nghe ngộ vậy? Không, ta vô đầu tiên là chỗ của tao, vậy cho nhanh. Ê, nó còn phóng lụ kiểu mày, nó định tự sát hay gì? Đừng liều mạng vậy chứ, khẩu đó sinh ra không dành cho mày đâu, đừng bắn dùm tao cái. Đúng đúng, này bỏ ngay khẩu đó đi trước khi tự vã. Sao đặt keo chẳng lối ra hết vậy, đồ không vui đâu nha. Bỏ phóng lụ ra thì bọn ta cứu cho chứ không ở chỗ luôn đi. Tôi tự biết phá keo, bắn gì là chuyện của tôi, không mượn mấy người can thiệp vào. Bọn ta sợ mày bắn ngu quá, tụt tay bọn tao thôi, gần top 1 rồi, bắn đàng hoàng vào đi. Nãy giờ tôi có bắn không đàng hoàng hả? Nói gì nói ấy. Khỏi tranh cãi, tầm này tên mình top 1 là cái chắc rồi, yên tâm, tao gánh hết. Xem tao thể hiện phóng lụ này, tao chỉ là một lần duy nhất thôi. Cầm phóng lụ thì bắn cho đàng hoàng, trận này mà top 1 là lên huyền thoại luôn đấy. Chuyện nhỏ, để làm cho xem này, một lần duy nhất. Thấy chưa, tao bảo rồi, cầm sóng chưng bắn đi không chịu, đi cầm nóng lựu. Nó nói đúng rồi mà, chỉ là một lần duy nhất vì là hai nó chết rồi còn đâu. Tại mày mà bọn tao mất top 1 ghét chết đi được. Tôi out đây, không hẹn ngày gặp lại, tặng cho mấy người vé tố cáo đó. Ghét thật đấy, gặp phải thứ gì không? Thôi đây của em Nghiêm vào chơi cùng, dù có chán đến mấy gặp em là vui ngay ấy mà. Tao đang đợi Nghiêm mà mày mời rồi, nhớ anh lắm hai miêu. Đúng rồi, em nhớ anh lắm anh yêu ơi. Tại gì đây, hai thằng bay đang làm tao sợ đó, còn mặc đồ đôi nữa chứ, thật là ô dô ôi mà. Chịu đấy, đây là bộ độc quyền của tao, mày thay ra lẹ đi. Thay thì thay, làm gì căng, mà sĩ không đi chơi với người yêu à? Tao đang đợi em ấy on đây, nhớ với yêu của tao quá đi. Mày đặt có người yêu đồ đó, bị cắm sừng thì đừng chạy về khóc với bọn tao nha. Hai đứa bay có thôi đi không, lâu lắm tao mới có nghiệm mà mong tao bị cắm sừng hả? Chọc mày thôi, cái thằng này cứ ăn hiếp bọn tao là giỏi. Tao cũng đi kiếm em gái xinh đây, hãy đợi đấy. Kiếm gái gì tầm này, ở lại chơi với anh em tí. Ui, gái xinh vào, em này của tao. Em chào mọi người. Của mày cứ quần què, đây là người yêu mới của tao. Á đù, người yêu mới xinh nghe tao ơi, không khổ danh là bạn thân của tao. Xin lỗi mày nha, không biết bồ mày, tưởng em gái nào xinh chứ. Thôi vào trận đi mày, bắn lẹ tao còn ra phụ mẹ làm công chuyện. Ok thôi, xin vào giận nhé. Khoan đã anh ơi, anh Binh đồng ý kết bạn với em cái nha. À rồi đấy, mà xin ơi, người yêu mày kết bạn với tao làm chi vậy? Chắc thấy bạn thân tao nên kết bạn thôi, kệ đi, tao vô trận đây. Mà chị Trâm gì đó ơi, chị thay đồ lại giúp em đi, chị mặc đồ cặp với người yêu em rồi đấy. À xin lỗi em nhé, chị không để ý rồi mới nhìn lại. Không sao, giống kiểu thôi, chỉ còn khác màu mà. Không là không, Si là người yêu của em, chị tránh ra xa chút đi. À, chị biết rồi, người yêu Si hơi ghen thì phải. Chắc hiểu lầm á mà, hai người đừng có suy nghĩ nhiều. Vào trận đi Si. Em yêu ơi, anh đến với em đây. Cái thằng này phát cơm chó như vậy, hai đứa độc thân bọn tao phải làm sao hả? Hai đứa bay yêu nhau luôn đi là hợp lý rồi đó. Nghĩ sao mà mặt tao yêu con Trâm vậy, cỡ nó rách rách cho tao còn suy nghĩ lại nữa. Cãi nhau tiếp đi, tao lót dép ngồi hấu. Mày lại đây coi hai đứa này làm gì nè, tao nhức nhức cái đầu này nha. Không, cần lại đó tao cũng biết, hai đứa nó trụng đầu đúng không, yêu với chả đường. Chị im đi, ganh tị với hạnh phúc của chúng tôi hay gì? Là ganh tị dữ rồi đó, người yêu mày không thích tao thì phải. Cô im đi, người yêu tôi Binh cô chắc, mà anh Binh có người yêu chưa vậy? Vừa khoan dừng khoảng chừng là 2 giây. Sao người yêu mày thả tim rồi còn hỏi tao có người yêu nữa chứ, cấn cấn gì á mày ơi. Ủa em, sao em thả tim nó, còn hỏi bạn thân có người yêu chưa nữa. Hành động thả tim là em bắn nhầm thôi, còn hỏi bạn anh có người yêu chưa là do em định làm mai chị em cho bạn anh nhá mà, mắc gì căng vậy? À, anh hỏi vậy thôi, Bin, mày trả lời người yêu tao kìa. À, anh chưa, làm mai chị em cho anh là hợp lý đó.
Chưa biết người ta ra sao nữa mà đòi yêu rồi, cái thằng này hết cứu. Chắc chắn là đẹp hơn cô rồi, nói không được gì tốt đẹp thì đừng nói nữa. Em không được nói vậy với Trâm, sao hôm nay em lạ vậy, cứ kiếm chuyện với bạn anh. Thôi, em không thèm nói tới nữa. Em ơi, sang em nhìn sờ ca cho nè. Ước gì ai cũng nhiều mình sờ ca giống vậy thì chắc yêu luôn. Nằm mơ đi, rồi có gái nhiều sờ ca tương lai á mà. Em chạy đi đâu vậy, chạy lại chụm đầu với anh đã. Anh Minh ơi, em cho anh sờ ca nè. Sao mày giống trà xanh vậy Bin, trả người yêu cho thằng Si kìa, nó khóc đến nơi rồi. Sao em nhường anh Chi vậy, của Si cho em mà, thôi anh không lấy đâu. Anh là bạn của Si, không làm như vậy được. Anh Si rộng lượng lắm, không suy nghĩ nhiều đâu đúng không anh? Chỉ là cây súng thôi mà, có gì to tát đâu chứ. Và từ đó Si đã trở thành một sát voi chính hiệu. Anh lấy lại cây sờ ca này nha, anh không cho em nữa. Mày cũng sai người tôi ra xíu đi Bin. Thôi anh đừng giận mà, để em ngồi xuống chụm đầu với anh nè, chịu không? Thôi anh không cần nữa đâu, anh bình thường, không sao cả. Si bây giờ cố tỏ ra mình ổn nhưng sau bên trong nước mắt là biển rộng đó bay ơi. Em dỗi, chả thèm năn nỉ anh nữa đâu. Ê, mày chính xác nhiều tao ra xíu nha. Không phải là tao nghi ngờ mày đâu, mà là tao không thoải mái. Rồi rồi, tao hiểu mà. Nhưng tao thấy người yêu mày cứ có vẻ muốn gạ tao hơn là mai mối đó. Chắc không có đâu, tùy mới quen, nhìn cô ấy dễ thương lắm. Si không lo đi dỗ người yêu, tí chia tay là tao cười vô mặt đó nha. Phải dỗ chứ, người yêu tao mà. Có ra sao thì vẫn phải xin lỗi. Địch đông lắm Si ơi, mày bắn cho đàng hoàng vào. Nãy giờ thấy tâm trí mày cứ đi dạo ở đâu ấy. À, nãy có tí việc á mà, tập trung bắn nè. Si ơi, qua đây với tao nè, tao bắn yếu hết rồi. Tính ra mày đứng kế bên tao luôn á. Anh Si qua đây với em nè, anh Bình bắn hay lắm, cho anh bắn hết đi. Anh đứng gần anh ấy như vậy, mất công, vướng tay vướng chân, khó bắn. Kìa, sao em nói vậy, anh bắn cũng hay mà, để anh qua dọn tèm đó cho em xem. Mày bắn sao để người yêu tin tưởng người ngoài hơn mày luôn vậy, tạm hiểu trình bộ của mày thế nào rồi. Chị kia em đi, tôi nói anh Bình bắn hay hơn thôi mà, chứ có chê anh Si đâu hả. Không nói được gì tốt đẹp thì chị đừng nói nữa, làm ơn đi. Tính ra chọc hai người thôi mà, kìa, chị không có ý đó, sao em cứ khó dễ với chị thế? Đừng tưởng hơn tụi tôi rồi, chị muốn nói gì thì nói, tôi chưa chửi thẳng mặt chị là may rồi đó, ở đó mà tỏ vẻ oan ức. Bọn con gái này làm tao nhức nhức cái đầu đấy đó, im lặng hết giùm tao đi, chuyện nhỏ xíu mà hai người xảy ra tao làm gì? Hôm nay chắc nhiều tao hơi khó chịu nên mới thái độ với tao như vậy, mày đừng để tâm nha. Sao anh không bên em mà bên con nhỏ đó, anh không làm người em được thì để thằng khác làm. Hay, tại tao hết được chưa, không phải cãi nhau nữa, địch còn trên đồi kìa, bắn xong người tính. Si ơi, mày qua đây tao cho mày xem cái này nè, thấy gì thì bình tĩnh đừng giận tao nhé. Anh qua đây là em giận anh luôn đó anh Si, đứng im ngoài đó cho em. Chuyện gì không biết nữa, nói gì mình chả hiểu luôn. Anh ơi, vào bao cùng em nha, thấy anh đứng đây nãy giờ nên em đợi anh vào cùng, em dễ thương không ạ? Đưa ra ma giờ hành chính ở bay, bo thu rồi, chết hết bây giờ. Này tiên Si, anh không nghe em nói à? Em kêu anh vào bo trước rồi còn gì? Đứng đây làm gì? Lì ơi là lì, nói không biết nghe à? Mày bình tĩnh nha Si, tao không làm gì hết, người yêu mày cứ tự tìm đến tao. Có dừng lại ngay không hả? Có anh ở đây mà em còn thả tim bản thân anh như thế là sao? Em xin lỗi, em không cố ý. Anh ấy đứng yên vậy, em tưởng chơi máy nên mới làm vậy thôi. Em chạy đi đâu đó, lại đây cho anh. Em nói dối như vậy, làm sao anh tin em được nữa đây? Ê bay, tự nhiên cãi nhau giống phim người yêu em là bạn thân của anh ghê ha. Chị im đi, biết gì mà nói, đừng đổ thêm dầu vào lửa vào chúng tôi. Không thế tôi đang xin lỗi anh ấy à. Xin lỗi mà chạy đi chỗ khác, như thế là thiếu tôn trọng người khác đó, em biết không? Em nói mà anh không chịu nghe em. Cứ nghe con nhỏ mơ hổ bản thân anh làm gì. Anh yêu nói hay yêu em? Anh có về phe ai đâu chứ, nãy giờ anh còn chưa nhắc đến mà. Anh không biết nói sao với em luôn, có lỗi mà toàn đổ lên người anh thôi. Hả, em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Yêu đương kiểu này là dở rồi bạn tôi ơi. Người yêu em ở phía sau kìa, sao em không chạy mau chung, chạy theo anh làm gì vậy? Tại nãy chạy chậm quá chứ bộ, ống này bao chung, hai đứa chết chung có được lợi ích gì đâu anh. Trong tình yêu mà có lợi ích em mới đợi Si là sao em, anh thấy nó không hợp lý cho lắm. Chị không muốn can thiệp vào nữa nhưng chị thấy em quá đáng thật, nhắc em thì lại bảo chị xấu tính. Thôi tao không sao, cô ấy nói đúng mà, tao còn xa bo thế này, đợi làm sao mà đợi được chứ. Thế chưa, chỉ có anh hiểu em, chị im đi là vừa nghĩ tôi chứ phải nghĩ chị đâu mà nhắc hoài. Cũng hơi buồn một chút, cô ấy chạy vào bo cùng bạn mình bỏ mình phía sau. Bùng máu vào rồi chạy tiếp đi Si, sao mày cứ đứng yên vậy, chết bo bây giờ, chúng ta là một team không có nhau sao tốt một được. Chết, tao xin lỗi nha, tao quên nhìn máu, gục mất tiêu rồi, thông cảm nha. Anh lúc nào cũng thế, bá đồng đội là giỏi, chừng nào anh mới bắn hay được như Bin. Sao cô quả đáng vậy, Si đã bảo không cố ý rồi mà, cô còn làm bạn tôi tổn thương, tôi không nể mặt nữa đâu. Anh Minh làm trưởng nhóm kích bảo trong ra đi anh, em chơi Ukota xíu nào, chơi game mà cứ kiếm chuyện. Ôi, mọi người chơi đi nha, còn Si, mày ra đây nói chuyện tao chút. Ok, tao ra liền đây. Bye tụi bay, tao đi đây. Cái thằng này, nói chuyện trong nhóm không được hay sao á, phải ra tạo tên riêng mới chịu cơ. À, mời rồi này, không biết có chuyện gì nữa. Mày không thấy người yêu mày có gì lạ thằng kia, mày trở nên ngây thơ từ bao giờ vậy? Không phải là tao không thấy những gì cô ấy làm, mà cơ bản là tiêu cô ấy. Nên tao muốn xem thử có thay đổi được tính cách của cô ấy không. Ôi mày ơi, tính lăng nhăng chả bao giờ thay đổi được đâu. Muốn thì tao sẽ làm cho mày thấy bản chất thật của con nhỏ đó. Mày làm bằng cách nào? Nói tao nghe xem. Bây giờ mày thay đồ qua Arcbot và không mở mic, chỉ cần thế mọi thứ để tao lo.
Như thế này có được chưa mày? Ẹt này không có nổi cái hành động nữa. Như thế là ok rồi, đi thử lòng chứ có phải đi tán gái đâu mà đòi đồ đẹp hả mày? Ok, nói thế thì chịu. Tắt mic đi, để tao mời người yêu mày vào. Rồi đó, mời lẹ đi. Hello bé Liên nha, em không đi chơi với Si nữa à? Có ai Vinh ở đây chơi với anh Minh cho sướng, chơi với con gà đó làm gì? Rồi rồi, bé nói gì cũng đúng, anh vào trận nha. Không kích con boss này ra anh. Ủa anh không kích con boss này ra hả? Nhìn nó vậy chắc biết phát ra em rồi. Thôi kệ nó đi em, quan tâm làm gì, em quan tâm anh là được rồi. Ghép gặp một bạn nữ hả? Chán ghê ấy, nè bạn kia có mít không? Nhìn cũng giàu đấy. Còn có mít thì sao? Nhà cách nói chuyện của cô có vẻ không thích tôi thì phải. Đừng tưởng tôi không thấy gì nha, tôi đang quan sát hai người đấy. Anh Minh sao lại đứng gần cô ta vậy? Điện thoại của tôi đang lắc nên đứng im thôi. Ai thèm đứng gần bạn trai của cô chứ. Mà bên này là bạn trai của Liên à. À thật ra Liên không phải. Đúng đó, anh Minh là người yêu tôi nên biết tí điều mà tránh xa nhảy ra. Cái gì chứ, rõ ràng cô ấy là người yêu mình mà. Có lẽ nào cô ấy nói vậy chỉ đang chọc tức bạn ghét con Nhiên không nhỉ? Anh Minh ơi, lại đây với em nè, em có trò này vui lắm. Cô ấy lại gần mình làm gì vậy? Chẳng lẽ cô ấy phát hiện ra mình rồi sao? Chuyện gì thế em, anh đang lúc đồ. Thử tí anh ra về bé ngay. Anh xuống lại đi, không thôi em giận anh bây giờ. Xuống nhanh, kẻ con boss này nó tự ái, nó chạy mất không vui. Dạ dạ, bé yêu nói gì cũng đúng, đợi anh xuống chơi với bé nha. Con boss kia tao cấm mà chạy biết chưa, đứng yên đó cho tao. Cô ấy đang dùng hành động bẫy cà khịa mình sao? Anh ơi, cà khịa con boss này đi, nhìn nó đứng mắc cười lắm luôn ấy. Kiểu như nó vừa nghèo vừa đần, bị chọc nó cũng đứng im ha. Mấy người không lo bắn đi, tình đông lắm đấy. Bắn xong muốn làm gì làm, kẹo chết cả đám bây giờ. Anh ơi, ngồi chụm đầu với em đi, cho con boss này ghen tị chơi. Đúng là hết nói nổi mà, tôi đặt niềm tin nơi cô là một sai lầm. Nè con boss kia, cậu mới bị bọn họ chọc quê đúng không? Mà trong cậu cũng boss thật, biết chọn súng không đấy? Sao cầm hai cái súng trường luôn vậy? Tôi nói cho cậu biết, bắn cho cẩn thận vào. Tụ răng tôi bẻ răng cậu đấy biết chưa hả? Đã boss rồi còn không biết, cậu chơi game chỉ để ship đồ cho được thôi đúng không? Ai, đang vượt vì người yêu mà còn gặp cô ta nữa, xui vậy không biết. Thời chân si, tao nhìn người hơi bị ghê đấy. Từ lúc gặp người yêu mày, tao thấy cô ta không ổn rồi. Sao, giờ tin tao chưa? Hay muốn đâm đầu yêu? Chắc tao chia tay luôn, khỏi yêu đương gì nữa cho mệt người. Độc thân chung với tụi bay luôn. Đúng rồi, cũng may là mày có một thằng bạn tốt như tao. Nếu không, mày lại đâm đầu vào tình yêu chả ra gì. Rồi rồi, cảm ơn bạn, lo bắn đi mày. Thằng bạn mình diễn đỉnh thật, cô ta chả biết gì. Mới chơi cùng có một trận mà nghĩ yêu cô ta thật hay sao ấy. Vợ chồng tao đu cáp qua đây rồi, mày đứng đó đừng bám theo bọn tao nha con boss kia. Gà thì đi một mình đi, ai thèm đi chung với mày. Này boss, định đu cáp hay gì? Người ta đã không muốn rồi thì đừng cố nữa. Đu cáp qua đó bị cô ta chửi đấy. Thế thì thôi vậy, ráng nhịn hết trận này rồi về là chính, chứ mình nản lắm rồi. Con boss kia biết nghe lời được đấy, ở bên đó đi. Có gục thì chết một mình, đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của bọn này. Cô gái lúc nào anh gặp dễ thương lắm mà, tại sao bây giờ em lại thay đổi như vậy? Anh kích con boss này ra được rồi đó, em và anh đi team 2. Em không định chia tay thằng Si hả em? Chia tay nó đi, còn về bên anh. Dạ, đợi nó on, em chia tay liền, anh đừng bận tâm đến thằng đó nữa nha. Cuối cùng cô cũng lời bộ mặt thật ra rồi sao? Bên tôi thì anh yêu các kiểu, sau lưng tôi thì... Ủa, cái giọng này là anh sao Thiên Si? À mà anh biết rồi thì sẵn tôi nói luôn, mình chia tay đi. Lời chia tay của em dễ đến thế sao? Em có nghĩ cho cảm xúc của anh không? Nghĩ cho cảm xúc của anh hả? Được cười thử đấy, hết yêu thì bỏ, nghĩ cái gì? Vậy thì cô cũng hút khỏi thằng bạn tôi được rồi đó, cô tưởng tôi yêu cô à? Đúng là đồ ngốc mà. Ờ kìa anh, nghe em nói. Tao kích cô ta ra luôn rồi, mệt mỏi lắm, không có nghe gì thêm. Tao đi bắn phòng một chút, mày chơi trước đi nha. Ok, mày ra đi. Liêu liêu, cái đồ bị bò đá. Boss thì yêu đương làm gì cho bị cắm sừng không biết. Cô mới là boss á, mà cô vào đây từ khi nào vậy? Sao tôi không thấy? Thôi dùng phép thực biến vào đó được không? Đã boss rồi mày đặt yêu đương. Liêu liêu, cái đồ bị bò đá. Sao cô cứ thích cà khịa tôi vậy? Không nói chuyện với cô nữa, tôi ào đây. Hơi, mình về chính mới được, chơi ạt boss chén lắm. Tao vừa định về chính thì mày đã mời rồi, chuyện gì đấy? Còn chuyện gì nữa, nghe báo mày mới thất tình nên mới vào ăn ủi tí mà. Lại là cô ta nữa hả? Sao đi đâu cũng gặp cô hết vậy? Ủa, Mi, mày có chơi với con boss này nữa hả? Đây là bạn tao, định làm mai cho mày mà mày quen từ trước luôn rồi hả? Đúng là có duyên mà. Ai thèm có duyên với cậu ta chứ, mới bị bầu đá mà tìm người yêu gấp vậy à nhóc. Tôi không có và tôi cũng không thích cô. Hello mọi người, bạn Uyên xinh gái thế, kết bạn với mình nha. Không là không, Mi vô trận lẹ đi, chơi hết trận này tao ớt. Anh Hùng, trai đẹp kìa Uyên, hốt lẹ chứ mày ế cũng lâu rồi đó. Uyên cho tớ làm quen nhé, tớ không có gì ngoài tiền nên Uyên yêu tớ là hợp lý nhất. Thằng gái mà cứ nhắc đến tiền, nghe ứa chết đi được, cậu nghĩ sao mà tớ quen cậu vậy? Mày khó tính quá Uyên ơi, vậy khi nào mới có người yêu được? Nghèo mày cũng không thích, giàu mày cũng không chịu, ý mày muốn gì? Cứ tưởng cô ta mê giàu lắm chứ, con gái gì mà khó hiểu thật. Tao không quan trọng gia cảnh, người tao thích tao mới quen được, còn không đừng lại gần tao, càng theo đuổi tao càng ghét. Uyên ơi, chỗ Uyên đồ nè, chạy đâu dữ vậy? Mày ơi, mày bảo bạn này đi xa tao ra tí coi. Tao đã muốn đi một mình rồi mà cứ đuổi theo phía sau. Khó tính quá rồi đấy, người ta nhường đồ không lấy thì thôi, mắc gì căng vậy. Cậu im đi, đứng cho nó nhìn xuống làm gì, coi chừng tôi đó.
Khổ ghê á, bạn mình hơi khó tính, mong các bạn tránh xa 8 mét. Tớ thật sự muốn làm quen với cậu thôi, không có ý gì hết á. Cậu cho mình đi chung nha. Không là không, đi chung vướng tay vướng chân, bạn không quen. Tôi đi một mình quen rồi, làm ơn đi ra kia chơi. Sao hiền lành như tao tụi bay không thích, mà lại đi thích con Uyên cho nó phũ phàng thế không biết. Nói đúng hơn là cậu tao thích chứ không phải tao nha. Ngu tao là mấy em hiền lành cơ. À, thích mấy em hiền lành để dễ bị cấm sừng đúng không? Cô biết gì mà nói chứ, thích cà khịa không? Cậu đi xuống coi, xe máy của tôi thấy trước mà. Mắc gì đi theo tôi rồi dành với tôi hoài vậy? Anh chỉ muốn đi cùng em thôi mà, ngồi phía sau cũng được, không ảnh hưởng gì đến em đâu. Tôi có người yêu rồi, nên cậu biết điều thì tránh xa ra. Tôi mé người yêu tôi rồi cậu không xong đâu đó. Anh không tin đâu, em có người yêu sao không chơi cùng cậu ấy chứ? Tôi đang chơi cùng còn gì, cậu không thấy à? Hay sao vợ không thấy đấy? Ủa Uyên, mày có người yêu khi nào vậy? Dám giấu tao, ghét ghê á. Này boss, cậu lại đây giúp tôi tí. Giúp cái gì đi chứ, mà tại sao tôi phải giúp cô? Giúp tôi, giá làm yêu tôi, cho tên kia bỏ đi. Năn nỉ á, chuyện cũ mình bỏ qua được không? Được rồi, lên xe đi, giúp cô lần này sau đó. May cho cô tôi là người tốt bụng. Nè cậu kia, thấy gì chưa, đây là người yêu tôi. Nên là cậu tránh xa tôi ra đi, tôi có người yêu rồi. Yêu nhau mà giấu tao, còn tỏ ra ghét nhau nữa. Bạn bè mà giấu kiểu này không ổn rồi đó. Này, cậu kia thấy gì chưa? Uyên chính thức là người yêu tôi, nên cậu tránh xa người yêu tôi ra nha, trước khi tôi nóng, nghe rõ chưa? Anh có gì thôi cậu ta chứ, ghét thật. Thôi, chơi đi, tôi out đây. Thành công rồi, cảm ơn cậu đã giúp tôi nhé. Thôi, nãy giờ định về chính mà chưa về được nữa. Đã vậy thì vào tự chiến thử lòng với bạn giàu xem sao, coi có chê mình không. Nơi ở đây có con boss này anh, mà ngộ thế nhỉ, bọn mình ranh cũng cao, sao ghét gặp nó nhỉ? Rồi xong, thấy múa hành động 7 là thấy có điểm nữa rồi. Ê, boss, lâu không, tao chấp mày hai ván luôn. Tôi chơi game, không rảnh solo với mấy người không ra gì. Không ra gì là sao mày, được solo với chồng yêu tao là phước ba đời của nhà mày rồi đó. Mày làm sao biết được chồng tao là thằng đồng tử chiến? Nhìn tôi xem, có chút nào quan tâm tới hai người không? Không tên không tuổi mà nhận mình là thằng đồng tử chiến á, được cười thật đấy. Cũng là con boss, không được sức mình mẹ à. Có con thằng ta solo với anh mày này nhóc. Mày dám solo không? Nếu mày không solo chứng tỏ là mày gà. Mà anh ơi, solo 22 đi, em cũng muốn bắn nó nữa. Hai người mới gà đấy, solo thì solo, tôi sợ hai người chết. Ok thôi, eo luôn đi cho nóng, tao muốn mày ở nhục mặt chị chú không? Sao quỳ nhóc, cần phải gian suy nghĩ thêm không? Thằng thu em bây giờ là còn kịp đó. Đúng rồi, vợ chồng chúng tao thấy mày tội nghiệp nên cho mày suy nghĩ lại đó. Xin lỗi bọn tao đi, nhường cho mấy ván. Tao không cần, vào thẳng vấn đề luôn đi, tạo phòng rồi mời tôi. Toan rồi, mình quên mất là solo 22, tìm đâu ra một người nữa bây giờ. Có Uyên này, thôi mời vào đại vậy, hy vọng sẽ vào. Ủa, sao vào giận luôn rồi, xì vậy xí. À Uyên ơi, giúp xì solo thắng bên kia với nha. Hai người đó khinh thường xì sớm giờ, còn đủ solo nữa. Thôi, chuyện nhỏ để tôi giúp cho. Này, hai đứa bay đừng lên mặt nha, tại mạng tao lát thôi. Bắn gà mà cứ thích lý do hả mày? Dù có xài 5G thì cũng bắn không lại tao đâu. Được rồi đó, đừng giải thích nữa. Hai đứa bay cút lẹ đi, đứng đầy quê lắm đó. Cảm ơn Nguyên giúp Si lần này nha. Nói nhiều quá rồi đấy, có qua có lại thôi. Đợi Si về chính rồi chơi chung nha. Cô ấy đâu rồi nhỉ? Bên ngoài có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng bên trong cũng đang yêu phết. Ôi vãi, cậu có ạc sao thế à, vậy mà cứ chơi ạc boss là sao nhỉ? Không muốn vậy đâu, giờ về là ạc chính chơi nè. Đâu rồi, có còn chơi tôi boss với nghèo nữa không? Tôi chỉ thích chọc thôi chứ không có khinh hay chê bai gì đâu nha. Chọc cô tí thôi, xin lỗi được chưa? À đù, xin nhà tao hôm nay biết xin lỗi gái luôn bây ơi. Hai đứa bay vào đây làm gì? Tao muốn chơi tìm hai, ý nhầm, ý tao là... Rồi, khỏi giải thích mắc công. Si ơi, mày ra đây bọn tao nói chuyện một chút. Vừa vào ra kêu tao nhóm, ghét thiệt chứ. Ao liền đây, Uyên đợi Si xíu nha. Này Si, mày thích cô gái trong nhóm vừa nãy rồi đúng không? Ờ, có đâu chứ, tụi bay hiểu nhầm rồi. Khỏi phải giấu, tụi tao vừa nhìn là biết ngay, tụi tao đang rảnh để giúp cho một tay. Ờ kìa, hai thằng bay thì giúp được cái gì chứ? Tự nhiên là bọn tao sẽ vào học nghiệp, bọn tao để thay đồ nữ. Sau đó dùng phần mềm thay đổi giọng nói nữa là xong, quá đơn giản. À, tao hiểu rồi, thế cũng được, hy vọng là cô ấy cũng thích tao. Mời Uyên vào mới được, Uyên đi đâu rồi ta? Cậu làm gì nãy giờ đấy, đứng đợi cả buổi, định ốp luôn thì cậu mời. À, nói chuyện với mấy thằng bạn có chút chuyện, mà Uyên vẫn đợi Si hả? Thôi là hứa đợi cậu nên là đợi thôi, uy tín thế còn sao nữa. Ôi, anh đẹp trai này mẹ ơi, gu tao đó. Đã thêm cốt mà cứ gặp trai đẹp như thế này thì gu ngã mất thôi. Ủa, ai vậy Si? Chưa gì mà khen trai tắm đắt thế kia. Bọn tôi đã thêm cốt rồi đấy, thì sao, nó rồi cho tụi mình chơi cùng một trận nha. Ủa Si, cho hai người này chơi cùng làm gì vậy? Xinh đẹp với cả bộ đồ như bọn tôi chơi cùng, cô nên mừng đi, ý kiến gì hả nhỏ kia? Thì ăn nhầm, lỡ rồi hết trận này mình chơi thêm hai nhé. Anh ơi, ngồi xuống nói chuyện đầu với em đi, em xinh nhất chỗ này. Quen biết gì mà chụm đầu chứ, chả hiểu nổi luôn ấy.
cô thích anh ấy nên ganh tị với bọn tôi chứ gì. Mà anh đẹp trai như này ai chẳng mê. Mấy cô đi ra đi, tôi có crush rồi, lại gần tôi không hay lắm đâu. Tìm mãi mới được cái nắm to, nãy giờ chạy bò muốn ngáo luôn ấy. Xìa, cẩn thận, hai cô ta đã chạy đến kìa, đáng ghét quá đi mất. Anh ơi, em đến với anh đấy, ngồi đây đợi em vào bò nữa, tâm lý dễ sợ. Ai thèm đợi mày, chắc chắn anh ấy đang đợi tao đúng không anh yêu? Tôi đang nắm thôi, hai cô nói như đúng rồi vậy. Người ta đã có crush rồi cũng không tha nữa, vào đây chướng mắt chết đi được. Thôi, cậu chơi với hai người này đi, tôi ấp trước đây. Ơ kìa, khoan đã, việc gì phải vội thế, mà đã kết nối nó đi xì. Đúng rồi, bên đường ao vội, nà này xíu nữa đi nha. Ủa, sao cậu thay đổi giống tôi chi vậy? Nguyên ơi, trả lời thật lòng nha, Nguyên có thích Thiên Si nhà chúng tôi không? Sao lại là giọng nam, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nguyên trả lời câu hỏi trước đi. Tất nhiên là không thích rồi, chẳng phải cậu ấy có cà rốt rồi sao? Vậy Si ơi, mày làm người yêu em gái như Quỳnh của tao đi, bé dễ thương lắm ấy. Khoan đã, không được làm mai cậu ấy cho người khác. Tại sao chứ? Vì Si, cậu ấy có tôi rồi, tôi thích cậu ấy trước. Hết chuyện của tao với mày rồi, đi thôi, cố lên nha Si, phần còn lại của mày đó. Quyên thích Si thật hả? Vậy mày Si cứ tưởng. Tưởng gì chứ, tao sợ anh gặp gắt gói nên sẽ phải giúp thôi. Không nắm mắt, mắt nhau tiếc lắm đấy nha. Cậu ấy có crush rồi mà, mắt nhau cái gì chứ? Crush của anh là em có thể cho anh một cơ hội bên em không? Thật sao? Tất nhiên là có rồi, không nói sớm cái tên ngốc này. Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội để bên em, yêu em.